trước mắt khán giả, anh Nguyễn đang test một bộ hát VIP anh nhá, một cặp là Lexo BS102 với ca khúc Tình Anh của ca sĩ Hồng Liên và một ca sĩ đến từ Hải Dương. Mời quý vị các bạn cùng nghe nhá, rất là hay luôn. Bác nhớ chấm like và thả tim nhá. Tình ra sông biển tìm ra biển vươn, theo tiếng gọi ngàn con sóng thôi xa. Tìm có mấy sông lặng lòng yên hà, vẫn đợi thuyền như bên sẽ quay. Vâng, hãy chấm cho hai ca sĩ em một like nhá. Mạnh vào, để rất là nhiều bó này, hai ca sĩ này. Quá là hay luôn. Anh trai rất hay, chị gái rất hay. Đây là bộ hát anh Nguyễn ghép một loa Lexo VS10 dài bác nhá, và một quả súp Lexo là S1002 hệ thống máy đẩy cao cấp Multi 4100 và số S800+ và mic 5+ một con số VS10 cực kỳ hay luôn. Cái này nghe nó sạch, nó trong và chi tiết bác nhá, cần mạnh mẽ súp bát tả ra này luôn. Trước mắt quý khán giả, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về một bộ hang cao cấp thôi nhá. Bộ này anh Nguyễn ghép một loa Lexo BS10R2 và nói là đẳng cấp luôn, tiếng cực hay và nghe trung âm nó rộng thanh thang bao la, không là nào mà nhìn được không nhá. Đường bây giờ đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu chờ nhau một quá thật mà nhá, chi tiết về các nhạc cụ. Đường sương gió gót chân mòn trên lối
còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm vô buồn ve sầu gọi nhau phương nỡ. Chi tiết từng nhạc cụ đúng không? Lexo rồi. Nghe đây nhạc acoustic thì cũng không đỡ được. Tất cả nhạc cụ như đàn guitar, sáo, là cành, kèn đồng, tiếng guitar, ban, đầy đủ hết. Nó lôi hết từng nhạc cụ một. Đường bây giờ đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu mạnh. Đêm ngày lôi thề chờ nhau một còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm vô buồn ve sầu gọi nhau phương nỡ. Trường luôn nhá, bắp bà, anh không chịu luôn, rung người vậy, rung dái. Áp lực ra ép tin rồi nhá.
tổng thể bài hát này. Với bộ hát sau này, sau này anh Nguyễn mời các bạn cùng nghe một ca khúc Hãy Quên Anh được thực hiện trên một cặp loa Lexo BS10-2, một cặp sút loại S1200 cùng hệ thống máy đẩy cao cấp của Motivity DVM Quân Tích. Được sẽ một cách bài bản chuyên nghiệp. Đêm bao lá vàng đơn tôi tình cũ với mây trời xa dìu bước em đi, nước mắt nhìn theo sóng rìu vẫn đi, lỡ bị lùa gom đành quên nước hè, áo hâm vấp nhẹ xin đừng ngại bước kết ngàn thì sao đường sắc em qua, biết nhau ngày vui dấu để thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai đưa người xưa đứng bên đời, khổ đau cấm nín rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi, lại yêu dấu cho nhau, nào đâu có bao lâu, giờ sao đã u sầu. Nhưng ngày tháng mong xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Đã quá tuyệt vời với nhau, với trường hợp lấy sồi mẫu rộng danh hàng một cặp loa Lexo bén tẹo rồi, cái lời nó ngang cặp loa phải phải hay lắm các nhá, cái lời của nó đấy, chung Lexo rồi đúng nào, nó quá đỉnh cao, ngọt đi và rộng rãi, một quả súp Lexo là S12 đánh như bom, con này công ty cao cấp phải nó ra đủ chất đánh này. Đêm bao lá vàng đốn từ tình cũ, với mây trời xa dìu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng rìu vẫn đi, lỡ bị lùa gom đành quên nước hè, áo ống lông nhẹ xin đừng ngại bước kết ngàn vì sao đường sáng em qua, tiễn nhau ngày vui dấu để thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau gom nín rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi, lời yêu dấu cho nhau, nào đâu có bao lâu, giờ sao đã u sầu. Nhưng ngày tháng mong xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên, có thương và đau cùng đành chia tay,
đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Các bác cho anh em một like nhá, like mạnh vào. Đây là bộ hát thôi nhá, phải nói là nó quá tuyệt vời luôn. Thì bộ hát này là anh Nguyễn sử dụng như sau bác nhá. Đầu tiên là một cặp loa Lexo BS 10R2 cao cấp, được sản xuất lắp ráp tại Mỹ, à tại Pháp bác nhá, tại Pháp. Con này thì chơi những cái nhà bị chung cơ biệt phủ thì không chịu được mà nó đẹp xuất sắc luôn đấy. Thùng gỗ bạch dương, sơn công nghệ ô tô bóng liễu nhá, tình trạng loa đẹp 98% xuất sắc mà nhá. Và một con súp Lexo đồng bộ luôn là S12 nhá, con này bắt 50 từ 2-100. Thế Nguyễn phối với con đẩy Multivity nhá, con này cao cấp rồi, con này bánh ra cực kỳ hay, tiếng cũng chắc chắn mà nhá, nó dày, nó mạnh, nó sắc nét. Một quản lý nguồn của Gutin số nhá, để quản lý toàn bộ thiết bị âm thanh. Một chiếc cốt chuyên dụng của đúng Lexo luôn, BS10 đấy. Một con vang số cao cấp của DB S800 để xử lý micro nhá, và bộ mic để hát. Thì đây là những cái bộ mà em phối nó rất là đẹp, anh nhìn mặt mũi này đúng không? Mặt vuông chữ điền, rất là hình thức rất là đẹp luôn, cao cấp nhá. Thế bạn nào có nhu cầu mua lẻ lo Lexo được bác nhá, giúp được thiết bị được cả bộ được bác nhá. Mọi thông tin mua sắm phối ghép các bác liên hệ với em số máy 0936 583 10. Thì trong khu vực miền Bắc bác nhá, tầm 100 cây số hơn cây số thì mình lắp tại nhà luôn. Còn xa thì em có thể đóng gói toàn bộ gửi bác nhá. Anh Nguyễn cảm ơn bác theo video ạ.